Phải ngồi lớn rồi, anh Tiến xin kính chào toàn thể các bác ạ. Đấy, ngày hôm nay là ngày 12 tháng 11 năm 2021 này. Thì bên công ty đang trong cái quá trình sắp xếp xe và vận chuyển ra Hải Dương một chuyến hàng hai bộ bàn ghế K3 các bác. Hai bộ bàn ghế K3 cho khách hàng ở Hải Dương. Đấy, hàng đang trong quá trình kê lót giấy, lót chăn rất là dày dặn để chờ trong cái quá trình vận chuyển và chống chảy xước đấy ạ. Như ngày hôm trước em có giới thiệu đến toàn thể các bác rồi, K3 bên công ty đã sản xuất khá là nhiều. Đấy, rất là nhiều K3 để phục vụ với khách hàng đấy ạ. Các bác nào có nhu cầu thì cứ nhanh tay liên hệ đến Gỗ Hoàng Anh Tiến để được bên em tư vấn cho các bác nhé. Giá thành thì rất là phải chăng luôn, giá cực kỳ là hợp lý cho các bác luôn ạ. Đây, xuất xưởng hai bộ bàn ghế K3 đây. Hai chiếc bàn lên trước và đôi ghế lên sau. Hai đôi ghế tiến hành nâng sau nha các bác. Thì hiện tại ở cơ sở 2 của Tiến Hoàng Anh đang sản xuất rất là nhiều các cái mặt hàng các bác ạ. Đấy. Đang sản xuất khá là nhiều mặt hàng như bàn ghế K3, sofa, kệ tivi hàng nguyên khối, hoặc là như những các cái sản phẩm lớn như là chiếu hàng 2 tấm này, hoặc là hàng 1 tấm này, hàng khủng, hàng VIP này cũng khá là nhiều. Đấy. Thì hiện tại thì bên công ty cũng đang xẻ rất là nhiều các cái mặt hàng chiếu 1 tấm. Là thứ nhất, thứ hai là hiện nay thì bên công ty là đang xẻ cây hương và cây cẩm hồng. Vanh cũng khá là lớn thì như những các video em giới thiệu đến các bác đấy ạ. Đấy. Nên là bác nào có nhu cầu thì hãy nhanh tay liên hệ đến Gỗ Hoàng Anh Tiến để được bên em tư vấn nhiệt tình cho các bác, để các bác sở hữu những cái sản phẩm chất lượng nhất, tốt nhất. Đấy. Thì là thực sự mà nói với các bác là thời gian vào Tết cũng không lâu nữa đâu. Đấy. Nên bác nào có nhu cầu thì cứ đặt hàng để bên em lựa chọn phôi. Trong cái quá trình lựa chọn phôi, không những lựa chọn phôi mà bên em còn phải hấp sấy để đưa ra cái sản phẩm chất lượng nhất cho các bác sử dụng đấy ạ. Đấy. Thì hiện nay bên cơ sở Tiến Hoàng Anh cũng đang khá là nhiều mặt hàng, và vào dịp Tết thì bên công ty cũng khá là bận đấy. Nên là bác nào có nhu cầu thì hãy nhanh tay liên hệ đến Gỗ Hoàng Anh Tiến theo các số điện thoại sau: 0931392777 hoặc 0977999000, hoặc quý khách hàng có thể đến tại cơ sở chính của công ty theo địa chỉ sau: cơ sở 2 đường Tránh thành phố cầu Sông Tàu, Hoàng Cát, Hoàng Hóa, Thanh Hóa. Bản ngựa Hoàng Anh Tiến xin chân thành cảm ơn.